Này, bạn này là sinh năm 92. Bạn này Dạ vâng sinh ạ. giờ Tỵ ngày 12 tháng 11 âm lịch năm 92. Thầy thấy một cái sao phục binh trong cung Phụng Đức. Sao phục binh trong cung Phụng Đức thì thầy nói rất là nhiều trên internet rồi. Sao phục binh mà trong cung Phụng Đức là xấu nhất. Nó xấu cho ai? Nó xấu cho những cái người đàn ông trong cái dòng họ này. Sao phục binh trong cung Phụng Đức đấy, nó giống như là trong kiếp trong nhiều trong những cái đời trước có người làm thầy á. Cứ thầy mà thầy phù thủy nuôi âm binh mà cứ để như thế là sau này cứ con cháu là sau này là cứ lớn lên là sẽ bị họa đấy. Ví dụ như bạn Lê Xuân Ngọc này này, chắc chắn là bố bạn sẽ có vấn đề về tâm linh. Ví dụ Dạ như vâng là đúng ạ. bố bạn này nhá, đang thành người thường tự nhiên thành người điên điên dở dở ngay lập tức vì sao phục binh nó cũng có đức đúng Dạ. không, Dạ đúng ạ. mà thay thay đổi một cách chóng mặt, thay đổi như lật bàn tay luôn, đang từ người này sang người khác luôn, mà tính tình vô cùng khùng điên, rồi thậm Dạ chí vâng, là nó hung còn tợn lắm ạ. đấy ghê gớm đúng không. Đấy là một Dạ. cái việc đầu tiên. Việc thứ hai nữa là anh em trai nhà cái bạn Lê Xuân Ngọc này cũng thế, làm ăn sẽ không bao giờ thành công được, trẻ thì lụng bại, làm ăn không tốt. Lê Xuân Ngọc có anh em trai gì không? Dạ, có một cô em gái ạ, là em, là con ạ. Em gái hả? Dạ vâng ạ. Thế thì con trai không, họ Lê này còn anh em trai nào nữa không? Dạ, họ Lê thì trong nhà con có hai em thôi ạ. Hai con trai. Dạ, trong 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 nhà của em, ba mẹ em sinh được anh Ngọc và em và con thôi. À, ok. Thế Dạ vâng. còn huynh Dạ, đệ hai có đứa con thôi ạ. Là hồi xưa huynh. là lại, hồi xưa là lại. Dạ. Và không có anh trai nào nữa hả? Dạ không ạ, một một có hai anh em thôi ạ thầy. Ok. Rồi ông này á, thế thì ông này sẽ gánh hết. Ông này chắc chắn là sẽ lên bờ xuống ruộng luôn, mặc dù rất ít Dạ tuổi. vâng. Bởi vì Dạ. còn anh trai, anh trưởng thì còn bị gánh họa vì sao phục binh, nhưng không, bạn này là trưởng luôn. Thế thì bạn này cũng thế. Chắc chắn là bạn này sẽ làm ăn lụn bại là một. Mệnh của cái sao Quả Tú kia là mãi không lấy được vợ là hai, đúng không? Dạ vâng. Kiểu là lung lung lên đền với thầy. Làm không có dư 1.000 nào mà còn còn âm âm nợ ra thêm nữa. Đấy, nên là khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp mà phục binh nó không phục đức ấy, là chúng ta càng hóa giải nó sớm càng tốt. Cái này sửa nó khó lắm, sửa nó là người ta phải lập đàn giải oan cắt kết, phải có gia phả ít, có năm đời gia tiên là tốt nhất, xong giải oan cắt kết thì mới sửa được cái sao phục binh đấy. Thì những người con trai trong cái dòng họ trong của cái nhà nhà mình ấy, mới tốt. Nhiều đây là bố mình bây giờ là dở dở hâm hâm này, bạn này thì cũng công danh sự nghiệp cũng lụng bại này, tình duyên thì chưa đâu vào đâu này, đúng không? Vậy đúng ạ. Bây giờ con muốn trả cái đó là thầy trả cho con được đúng không? Thầy đọc ra được thì thầy sẽ chỉ cho cách giải được. Dạ, vâng ạ. Vấn đề thứ nhất là bạn này để mà hóa giải cho bố mình với bạn ấy tốt thì phải giải oan cắt kết nhá, cái cung Phụng Đức cái gì nhá. Thì các bạn trợ lý cho thầy sẽ gửi cho một cái bộ tài liệu hướng dẫn nhá, chi tiết. Và thứ hai là bạn này có một cái sao Quả Tú ở mệnh. Sao Quả Tú nó nói lên sự cô đơn cô quả trong chuyện tình ái, hóa giải cho bạn nữa. Việc thứ ba là công việc của bạn này á là bị sao Tuần đóng, lại còn thêm vong thần đóng đấy nữa, cũng không tốt luôn. Nên là chỉnh cho bạn lên cái sao vong thần nó cũng còn lộc nữa nha. Vậy là có ba thứ cần sửa này: sao Quả Tú này, sao vong thần này, và nên phả độ gia tiên cho các cụ, giải oan cắt kết cho các cụ nha. Dạ, dạ vâng ạ. Cần hỏi thêm về Thế nữa thầy, không? Ơi. dạ thầy ơi, thầy cho con hỏi là nếu như mà giải oan thì anh trai của con á, rồi lúc nào là mới tình duyên mới mới được 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 ổn đấy thầy, tức là vào năm nào tháng nào lấy được vợ á. Cái việc đấy không quan trọng bằng bây giờ phải giải hóa giải cho bố mình, thầy cho thành người bình thường và bạn này không bị Dạ. hậu vận xấu chưa, Dạ vâng ạ. và bạn này sao tử phá hóa quyền, nó mệnh đẹp trai người người, không sợ không có vợ đâu. Và năm nay nó mới có 32 tuổi thôi, cũng chưa phải là quá muộn đấy. Chỉ tại tại vì con cái thì tại con cần đây là công việc đấy, công việc Đúng rồi, luôn luôn bị thất bây bại, giờ phải sửa cho bạn cái không công làm việc ăn được tốt cái gì đã, cả. công việc phải tốt đã, sức khỏe phải tốt đã thì lúc lấy vợ mới được chứ nhá. Và bạn này thì 34 tuổi bạn lấy vợ là phù hợp nhất, năm 34 tuổi, năm nay 32 Sau rồi. 34 tuổi. Được không? 34 tuổi nhá. Bây giờ cần hỏi gì nữa không thì ra gặp các bạn trợ lý thầy hướng dẫn hóa giải cho bố, đừng có khùng khùng điên điên đánh đập mẹ nữa. Em bố đi. Dạ, vâng ạ.
thế nhá. Dạ vâng ạ, con chào thầy ạ. Xin chào. Lúc nãy thầy vừa giải thích phục minh đóng cung phúc đức thì cái dòng họ nhà mình, bố mình hỏng, có anh em trai mình hỏng. Bây giờ phục minh của mình lại đóng cung chồng của mình thì chồng mình hỏng luôn. Chồng của mình cũng thế, thay đổi như lật bàn tay, đang từ người bình thường cũng thay đổi sang chóng mặt luôn. Tính tê cũng thay đổi, cũng thích là sao phục minh chiếu mệnh thì ba chén rượu lại say, cũng nát bét luôn. Được rồi. Đã thế lại còn suốt ngày cãi cọ xung khắc nữa luôn, đúng không? Dạ vâng ạ, đúng ạ. Mà cái sao phục binh ấy nó nhập vào người nó ác lắm. Nó đánh cả vợ luôn, đánh cả con luôn chứ không phải đùa đâu đấy. Ăn đòn bao giờ chưa? Dạ vâng, đánh cả con cả cháu luôn ạ. Nhưng là sao đấy, hơi ác tí nhỉ. Đấy, thế thì tại sao mình, gia đình mình nó bị ảnh hưởng nặng như thế? Và thứ nhất là do cái gì? Do cái đất gia đình mình đang ở trên cái đất nào mà thầy nhìn thấy dữ thế này gì? Vâng, cái đất này là đất của tổ tiên để lái ấy, thầy. Cái đất này cũng rất là dữ nhá. Ở ba mẹ. Đúng rồi. Ở trên cái đất này á là mọi người bất hòa lắm. Bởi vì có những người âm mà không phải ông bà tổ tiên ở trong đất, người ta chưa siêu thoát, quấy quả gia đình mình, nên hóa giải phòng phong thủy giữa âm trạch đi cho nó tốt nha. Hai nữa là phải hóa giải cái sao phục binh đóng cung phu là cung chồng của mình. Để cho ông chồng của mình đừng có đa nhân cách thế nữa, yêu thương vợ thì yêu thương thật chứ không có đánh đập như thế nữa nhá. Sao thầy làm ơn nói lại con với ạ? Giải hóa giải cho thầy cái cung điền trạch là một, cái sao phục binh cung phu là hai, cung chồng ấy. Để cho người chồng của mình ấy đừng có đa nhân cách như thế nữa. Thầy ơi, thế đất nhập. Cái đất của nhà con á, giờ con có thể quay cho thầy xem cái đất của nhà con được không? Không cần quay, thì nhìn vào đây thầy thấy rồi. Làm sao bây giờ là việc của mình ạ. Là thầy ơi, làm sao mà để sửa được cái cung điền trạch để cho mọi người ở trong gia đình có sức khỏe tốt. Cô mà ở cái đất này chắc chắn cũng bệnh tật này. Phá quân đóng cung trạch là bệnh nặng luôn ấy. Bệnh liên quan đến hiểm nghèo nữa. Mẹ con bị bệnh nặng lắm thầy ơi. Về thầy là xem mẹ con á. Thầy nhìn thấy rồi, cách sửa rồi. Bây giờ ra gặp các bạn trợ lý, các bạn đi gửi cho cái hướng dẫn để sửa cho bạn cái sao lá số của mình ấy, cung điền trạch cho nó tốt lên này. Rồi hóa giải sao phụ minh nó cung chồng đi nhá. Dạ vâng ạ. Dạ, con chào thầy ạ. Rồi, xin chào.